Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình leo rank cực kỳ mạnh ở cái meta hiện tại. Đó chính là Sayza kết hợp với Bang Hội nha anh em. Bang Hội thì chắc hẳn là nhiều anh em cũng đã biết rồi, nó búp những cái chỉ số dựa theo những cái vị tướng mà anh em được sở hữu. Ví dụ như chuột thì nó sẽ búp kiểu tốc đánh, Sejuani thì nó sẽ búp máu, Rai sẽ búp sức mạnh thuật. Còn đổi lại thì con ba thì nó sẽ kiểu như nó sẽ búp hút máu toàn phần. Đấy, mỗi con thì sẽ có một cái đặc tính riêng. Và nếu như mà chúng ta kết hợp giữa Sayza và cái đội hình bang hộ như thế này thì anh em sẽ có, thứ nhất là chúng ta sẽ có được kiểu như là xạ tiễn này. Đấy, tại vì chuột với cả Sayza thì chúng ta lại có được thêm hai xạ tiễn. Và trận này thì mình sẽ chơi Sayza carry. Ồ, lên minh rồng thần này. Thôi đổi lại đi. Trái tim kim long tiếp tế thành phần. Chắc là mình sẽ lấy cái tiếp tế thành phần thôi. Chứ bây giờ mà đam mê kim long quá là anh em bảo tôi spam ngay. Với cả hơi thiếu trang bị anh em ạ. Đầu game thì mình có một cái sách chọn ấn và đã có được một cái ấn băng hội rồi. Còn về những lượng trang bị dành cho Sayza thì anh em có thể lắp cho nó một cái cung xanh. À không, một cái giết khổng lồ này, một cái vô cực này. Trang bị thứ ba thì chúng ta có thể lắp cho nó cái cuồng đao cũng được. Đấy. Và thứ hai ấy là chúng ta cần phải có một cái vút bẫy. Bát hai năng lượng mỗi đòn đánh nữa. Ghê vậy. Con bát này kiểu như nó búp nhiều cái lắm anh em ạ. Khi mà ở cột mốc 6 thì nó lại khác nữa. Đây. Đầu game thì mình kẹp vào một chút kim long để chúng ta có thể hack thêm một chút vàng. Chỉ cần kích hoạt cột mốc 3 thôi thì mình đã có được một cái trang bị, đó chính là ngọc quá khổ này rồi. Rồi con chuột của chúng ta bị Dyna bắt rồi anh em ơi. Ây à. Toang rồi, cái này round này không hack được vàng rồi. Rồi ôi, cực kỳ ngon luôn. Hoặc là khổng lồ hóa. Mình đang săn mấy cái lõi đấy cho anh em xem đây. Ok, hiện tại là mình đã có được 4 bang hội rồi anh em. Đấy, 160% tăng hiệu ứng bang hội. Và con nào thì được lắp cái ấn này thì nó sẽ có cái hút máu toàn phần thì phải. Hút máu toàn phần cho những vị tướng nào mà cầm cũng ngon phết. Giờ là chúng ta sẽ tìm cái con Sayza kìa đã. Và kết hợp với cái đội hình này thì 6 bang hội thì chúng ta cần có một cái ấn thì là hiện tại là mình đã có rồi. Và có con Hecarim này. Hecarim thì chắc là chúng ta mình sẽ có thể kẹp thêm con không, có con Seju, mình sẽ kẹp thêm Hecarim. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có kiểu kỵ sĩ nữa. Nếu được thêm thì anh em có thể có được ấn cuồng long chẳng hạn. Đấy. Như thế thì nó sẽ boost thêm sức mạnh dành cho Sayza của chúng ta. Uầy, bạn này có con Lê Sinh đầu chiến này. Úi giời ơi, sút phát lực đấy, chiến đây. Rồi, để xem là đi chợ có Sayza hay không. Có là mình sẽ lượm luôn này. Có 3 vị tướng 4 vàng, đó chính là Sona, Koki và On. Mình sẽ ưu tiên cho nó một cái vô cực và một cái dịch khổng lồ trước. Cuồng đao hay là trang bị tiếp theo đấy thì anh em có thể tùy cơ ứng biến cũng được. Đây mình sẽ lập một cái BF đi anh em. Ngon đấy nhở. Anh em phải chơi BF luôn ạ. À? Vậy thì tôi xin luôn. Và nếu như mà chúng ta lắp nhiều trang bị đam như thế ấy, thì anh em cần phải có một cái trang bị vuốt bẫy nhá. Diệt khổng lồ này. Đây. Vô cực và dịch khổng lồ. Aatrox thì mình mới 1 sao mà thôi. 32 tiền có thể lên cấp độ 7. Bây giờ thì mình sẽ tích tiền đi. Cấp 8 thì mình nghĩ đây là một trong những cái cấp độ nó rất là thích hợp để chúng ta có thể roll tìm Sayza 3. Trận này mà lên được Sayza 3 thì thôi chứ. Kết hợp với cái đội hình bang hội này thì hình như là không có một cái gọi là đội hình nào có thể đánh bại được luôn. Ông này có Liên Minh Rồng Thần này. Mà chưa, rồng đâu? Ui, ông này lên Liên Minh Rồng mà hình như là bán rồng rồi. Thế là dở.
hay là kẹp rồng về cuối game đây, cũng cũng gọi là một sự lựa chọn. Ui, ok, mình đã bị thua 4 trận liên tục rồi, hơi hơi toang, nhưng mà anh em cứ chờ đi, khi nào mà mình có được cái con xây ra đã rồi tính, có con xây ra vẫn là khác biệt ngay. Sen cuồng long cũng không cần thiết lắm, một click nữa thì chúng ta sẽ lên được cấp 7. Bây giờ thì lên cấp 7 thì nó cũng không có được thêm cái sức mạnh gì nhiều, nhưng mà đổi lại nếu như mà trận này mà mình thua ấy thì anh em sẽ tích được cột mốc 5 chuỗi thua liên tục. Mà ra sao thì anh em kiểu gì cũng lên cấp 7 rồi, cho nên là round này mình sẽ cố gắng chịu đựng đấm thêm một phát nữa đi. Úi giời ơi, pháp sư, ông này tính chơi cái gì đây? Nhiều ông là tính chơi pháp sư kết hợp với kim long đấy, dồn đồ cho cái con ao xin thì thôi, ao xin mà kích hoạt pháp sư thì thôi, mẹ nó xịt cho thì ỉa đùn luôn. Đội hình của bạn này hơi nhiều một sao cho nên là mình ăn được rồi à? À vậy, cái trận muốn thua thì nó lại không thua cho cơ, khổ thế đấy. Ông này không chịu all in sớm đi thì chút nữa đi là lủng luôn. Aatrox, Sejuani, The Wick 2. Ok, chúng ta có thể lên The Wick 2 để có thể đép nhá. Cocky thì cứ nhét tạm ở đây đi. Đây, ở Talon 3. Đấy, khá là nhiều tướng. Uầy, còn sao chép tướng này, xịn xó thế nhờ. Có cả hai con Nunu ở đây luôn à. Nhưng mà bắt nó tốn vàng lắm anh em. Nunu này béo nên bắt tốn tốn tiền lắm. Talon này ngon này. Rồi, vậy là chúng ta đã có được 5 bang hội rồi. Nhân vật cuối cùng trong cái bộ tộc bang hội đó chính là con bát. Và chúng ta có thể lắp một cái bàn tay công lý. Đấy, bàn tay công lý này thì nó sẽ có thể tận dụng được. Chút nữa thì mình sẽ ném ba cái trang bị này dành cho Sayra nhá. Úi giời ơi, bạn này cũng chơi bang hội pháp sư à? Ồ, bạn này thì cũng có cái huy hiệu bang hội. Năng lượng xanh, dồn đồ cho Rai thì đúng là nhức nách luôn rồi. Ghê đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem là đội hình Sayra bang hội hay là Rai bang hội ai mạnh hơn ai nhá. À, có người anh em cạnh tranh bang hội như này cũng vui. Anh em mình tỉ thí võ công luôn, đúng không? Chơi thì chơi, giờ thì anh em mình có kiểu ấn bang hội thì đâm lao rồi, đâm lao thôi. Gì đây nào? Ui, chiến lợi phẩm luôn anh em này. Được đấy. Ui rồi ôi, xay ra luôn. Bán con này đi, chúng ta chưa có con chuột nào để có thể thay anh em ơi. Mình sẽ để dành xay ra ở đây tạm thời đã. Giờ mà cho xây ra vào thì không khéo lại còn thua nữa cơ. Hoặc là mình có thể như thế này, bỏ đi hai kim long, sau đó thì cho Nunu với cả con này vào. Như vậy thì chúng ta sẽ có được kỵ sĩ. Đây, khi mà anh em lắp cái ấn băng hội để cho con xây ra thì nó sẽ có 3% hút máu toàn phần nữa. Nhưng mà những cái chỉ số khi mà những cái vị tướng băng hội được buff nó sẽ tăng thêm nữa anh em ạ. Cho nên là nó bao mạnh luôn. Kiểu như mà mấy cái thiên nhiên bang hội này thì nó đa dạng về cái kiểu cái gì cũng có, đa dạng về sát thương, châu, máu. Rồi bạn này chơi gì đây? Chiến binh rồng. Ui rồi, có cái xây ra hai ở đâu thế nhở? Toang rồi, xây ra hai thế này là hơi bị lực đấy. Ui, chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm. Anh em thấy chiến lợi phẩm chưa? Đùa chứ, cái chiến lợi phẩm này thì khi mà những cái vị tướng mà chúng ta dồn đồ về cuối trận đấu thì nó sẽ tối ưu hơn. Ok, ông này cứ bắt nhiều xay ra vào nhá. Mình mà lên được xay ra 2 thì gọi là mạnh nhức nách. Anh em nên roll xay ra 2 ở level 8 nhá. Chứ cấp 7 là mình thấy là anh em làm thấp máu quá thì chúng ta mới sử dụng thôi. Chứ mình xanh như thế này thì chúng ta cứ thế mà lên cấp độ 8 và slow roll Rai 2 này.
Cocky này, Siphon, Cocky 2. Cocky 2 thì xây nâu rồi. Ô không có một con xây da nào nữa à. Nunu 2 này cứ lên đi. Thì lúc chúng ta phải thay đổi đồ rồi. Đây đây đây, lắp đồ cái. Cho nó cái diệt nha anh em nhá. Còn bàn tay công lý này thì cho Talon. Đấy. Vô cực, diệt khổng lồ. Ấn mang hội thì cũng ngon đấy. Hút máu toàn phần. Mà mình lại còn có cả chiến lợi phẩm như thế này nữa thì thôi. Quá đã. Để thua bạn này à? Cố lên nào. Úi giờ bạn này cũng có chiến lợi phẩm cho nên là lợi hại quá. Rise. Nice. Được đấy anh em này. Ổn áp hết. Giờ thì chúng ta cố gắng roll tìm Saida 2 là được. Sau đó thì chúng ta lên cấp độ 9 và anh em có thể kẹp thêm một bang hội. Vậy là sẽ có được 6 bang hội. Đây ví dụ như mình mà lượm được con bát này thì thôi chứ. Xin. Mà nhìn qua là con bát này mà cầm bị ép thì thôi. Ca này khó. Ca này khó thật à. Đường. Thôi thôi thôi, thôi. Chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Ai giời ơi. Mẹ, cái ông kia thế nhờ. Ông này cũng chơi bang hội mà. Bảo sao đâm đầu vào con bắt như đỉa đói. Thôi không sao anh em, ta vẫn có thể tìm lại được. Giờ là mình có Talon 2 rồi đây. Yasuo này. Ê, lượm được con bắt là bây giờ chúng ta có 6 bang hội rồi. Hecarim này. Đây, như thế này. Bang hội xạ tiễn. Như thế này thì chúng ta sẽ có thêm con Yasuo lấy cho nó cái khả năng khống chế. Talon không biết còn nên nuôi lên 3 hay không đây. Này cho Hecarim nhá. Rồi. Thua phát liên 8. Thua phát tặng. Thua nhiều thế. Bạn này thì dồn đồ cho Rai Pháp Sư này. Huy hiệu Pháp Sư. Nhưng mà đội hình xây ra của mình này là mạnh lắm. Sắp Rai 3 rồi đúng không? Cố lên bạn ơi. Ông này bảo sao mới Rai 1 sao. Anh em tôi là bắt hết hàng rồi. Mà người chơi xây ra 2 kết hợp với xạ tiễn kia thì có vẻ như tương đối mạnh. Mình chắc là cũng cần phải cân nhắc xem là để giành tiến úp cấp hay là roll. Ui, Saivana. Ô, huyện là hải tặc. Cũng ngon, được một vàng. Volibear. Nico. Nghe, Saivana 2 đâu. Đây, có một con Saivana này anh em này. Ui, ba con rồng Saivana kìa. À, nhìn nó mở lem thế nhờ. Nhưng để chắc là trận sau thôi. Bây giờ mà mình xoay sang rồng Siren thì chắc hẳn là không thể nào mà chơi được. Rồi. Độ hình thuật sư. Aurion Son phiên bản pháp sư. Thuật sư pháp sư. Như này thì console nó sẽ tích được rất là nhiều mana. Nhưng mà tôi thấy là nó hơi bị thiếu cái trang bị Sojin. Chỉ còn 11 máu thôi. Mình sẽ cho bạn ấy đi sớm nha. Nice. Ông này mà lên được con Aurion Son 2 là gọi là kiểu như là sức mạnh nó vô cực luôn. Ui cái này thì không lấy được rồi. Mình cần có một cái vút bẫy. Chẳng hạn là cái này. Đấy. Lượm luôn. Hecarim này. Ô Saida 2. Thôi 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 thôi. Dừng lại ngay. Cuồng đao à. Diệt khổng lồ luôn đi nhở. Mà con xây da của mình thì có diệt rồi. Mình sẽ lấy những cái trang bị phòng thủ. Có lại vô cực. Đây như thế này. Ui Talon với cả xây da như thế này thì thôi. Ai mà chịu nổi anh em nhở. Ok. Đường của chúng ta nó sẽ như thế này. Nếu như mà chúng ta có nhiều trang bị phòng thủ hơn
như là vuốt rồng hay là gì đấy thì anh em có thể lắp cho thanh niên Hecarim cũng được nhá. Bảy pháp sư rồi này, Soraka pháp sư, nhìn qua thì cũng tương đối nhiều anh em chơi say ra. Chúng ta có thể cho 3 chiến binh rồng vào như thế này. Mà không, 3 cuồng long thì tôi thấy là hơi thiếu tanh đấy. Quá thiếu tanh luôn. Yasuo thì mình đang gọi là hack tiền một chút. Đột kích hắc ám. Pantalon thì đồ này cũng gọi là tạm được rồi. Bạn nào mà đang xem thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Đây chính là những nguồn động lực để mình có thể ra những cái video leo rank mỗi ngày, cập nhật update cho anh em, thực hiện những cái ý tưởng của anh em. Đọc comment của anh em tôi gọi là rơi hết nước mắt luôn, chảy nước mắt luôn mà. Anh em toàn thấy comment xem chùa. Thế thì động lực ở đâu ra đây? Anh em comment thế này là gì? Tôi khóc thét luôn đấy. Cũng như là anh em nào mà có ý tưởng gì hay và bá đạo hơn ấy thì cứ mạnh dạn comment để mình có thể thực hiện nhá. Mình rất là trân trọng những cái ý tưởng comment của anh em và mình sẽ cố gắng trả lời tất cả comment luôn nhá. Thế thì anh em cứ comment đi, comment ý tưởng hay là gì đấy, ý tưởng nào mà hay bá đạo thì mình sẽ ưu tiên làm trước. Còn anh em nào mà muốn kết bạn Facebook của mình thì cứ gửi lời mời kết bạn lên Facebook thì mình sẽ để bên dưới nha. Anh em comment ảnh bìa hay là status mới nhất thì mình sẽ kết bạn Facebook với anh em. Tức là chả biết anh em từ đâu ra luôn. Thôi cũng... thôi chỉ kết bạn với anh em ở trên YouTube qua đấy. Mẹo cho anh em mà muốn đồng kết bạn. Rồi bạn này xây ra này, cấp 8, 40 vàng, nhìn qua thì cũng rất là xanh. Nhưng mà xây ra phiên bản này xem nào. Ui giời ơi, solo luôn. Được chưa anh em? Bảy pháp sư on. Tôi sợ bạn Ryan thì thật đấy. Có cả con bát pháp sư luôn này, bác hộ pháp sư. Ui giời, kinh thế. Con bát pháp sư hồi nãy chắc ông ấy lượm đi chợ của mình đấy. Một vàng thôi, nhưng mà anh em cứ tích tiểu thành đại đi. Chẳng mấy chốc là anh em mình lên được 50 tiền đâu. Tại vì nhiều người chơi say ra quá, cho nên là chúng ta phải chờ đợi đấm hết mấy cái ông đấy đã, rồi chúng ta giành lại mặt hàng say ra sau. Bây giờ thì lấy đâu ra luôn được? Không có đâu. Mình thì đang có sẵn một cái sao chép tướng ở đây rồi. Đây, thu phát lên 8. Bạn này thì còn một con Rai nữa. Mặt hàng Rai này thì tôi thấy là hình như là nó chỉ có 16 con thôi. Ui, nhớ giật một phát kìa. Một phát kiểu nát bét cái đội hình của bạn này luôn. Và mình cầm 3 con, bạn kia cầm, bạn này cũng cầm 3 con, 6 con. 9 12 4 con nữa. Ui rồi ôi, một phiên đi chợ phun rồng thần, phiên đi chợ trong mơ. Có con ao xin cả, trời ơi con ao xin kia mà nó cầm cái ấn lễ hội cái anh em này. Ông nào mà chơi lễ hội mà lập được con đấy thì thôi, kiểu như là nó sẽ nó xả đạn là tẹt bô. Rồi mình sẽ lấy một cái kiếm súng hashtag nhá. Này thì hút máu toàn phần cho nên là chúng ta lắp cho nào cũng được. Yasuo, Rise, Cocky nè, Aosin nè, Nunu nè. Ok, Hecarim 2 này. Mình sẽ roll tìm Talon hoặc là Sayda 3. Ui, ông này lễ hội mà ông lấy con ấy kia ta. Nunu đồ random ra chiến thế. Rồi, pháo thủ lễ hội. 5 lễ hội và 4 pháo thủ. Xem nào. Rồi tiếc cho bạn là Nunu của mình. Đồ ngẫu nhiên thôi mà nó cũng chiến. Mà say ra nó chỉ cần rút lông một lần thôi anh em.
là sát thương gọi là vô đối. Hay quá, đợi nữa các bạn level 9 người cầm nhiều xây ra rồi, he he. Mà đang xây ra chuẩn bị nó hồi lại rồi anh em ơi. Tám đấu sĩ à? Tám đấu sĩ dồn đồ cho Olaf này, đồ long luôn. Được. Một cái nước đi vừa trâu lại còn nhiều sát thương à? Càng thế nhở. Chúng ta có Pai. The Wick. Rai à? Bắt Rai của những ông kia thì có vẻ hơi quá đáng đấy. Tôi cũng muốn thì tí võ công với anh em luôn. Còn con Pai này chúng ta cũng chỉ có sát thủ thôi, nó cũng không có gì nhiều. Thay vào đấy thì chúng ta cứ kẹp thêm Yasuo này vào. Là mỗi round chúng ta có một vàng. À, vừa thắng được một vàng rồi. Thêm Huyện Long một vàng nữa. Rồi. Ăn cái máy chiếu luôn. Tính ra là cái đội hình của bạn Hiếu này chơi bang hội nó đẹp hơn đội hình của mình luôn ấy. Có rất là nhiều lõi xịn. Huy hiệu bang hội và cái bang hội kia nó tăng rất là nhiều sự số nữa. Pháp sư à? Úi giời. Cho bạn này đi sớm thôi. Cuộc chơi thì cũng chỉ còn có 4 người thôi anh em ạ. 5 lễ hội vào top. Kẹp thêm rồng cuồng long à? Rồng cuồng long Semana cơ. Xay ra này. Ừ. Lại kiếm súng tiếp. 5 kiếm súng thế nhở. Zoe. Hecarim. Con bát đâu? Nó còn bát phải level 9 mới có. Tôi thấy tôi roll ra mấy con 5 tiền rồi. 5-10 tiền thì roll ra hết rồi. Ra xua ra sủng thì bây giờ cũng có hết. Thiếu mỗi con bát thôi. Con bát thì chúng ta có thể cho vào vị trí của ra xua nhé. Đây này, người chơi. Người chơi Rai thì cứ tìm không ra mà người không chơi thì nó lại ra. Đấy, cơ chế game đấy. Sejuani 2 này. On này. COU Aurion Son Dezai Pai. Ui, nhiều Rai thế nhở. Tôi chỉ muốn bắt tí thôi mà. À, cái này thì chúng ta có thể lắp cho con Rai cũng được. Ui, chuyển nhanh, chuyển. May quá chuyển được một con này. Như thế thì không có vút bậy. May là mình có diệt khổng lồ thì may thì mới ăn được cái bạn máy cực dễ bom này này. Chứ 8 đấu sĩ mà đồ cho sai phần này thì mình vừa trâu đam khủng. Rút lông là rồi luôn. Được chưa anh em ơi? Quá mạnh. Sát thương của xảy ra là 9000. Ảo quá. Savanna. Nhiều Savanna thế. Lại Zoe tiếp này. Con bát đâu? Chuột 2 này. Lại Savanna tiếp. Ơ hay thật. Một là ra 3, hai là ra xay ra với cả ta lông các kiểu đi. Ra gì mà ra mấy cái con tạp nham không. Đây, xem bên này. Úi giời ơi. Ông này một con cocky, nó cocky 3. Cho đi sớm thôi. Bên kia thì sao? Có hai con bát rồi. Rồi, xong bạn này đi luôn rồi. Tạm biệt giấc mơ cocky 3. Nhìn qua thì cũng không ai chơi xây ra của mình cả. Cho nên là chúng ta bây giờ roll cố gắng tìm xây ra 3 nhá. Ui, pháp sư ăn được đấu sĩ. Thông thạo trang bị, càng thế. Nico. Cocky của mình ra nhiều thế nhở. Hình như cái mặt hàng mà ông kia nó kiểu mới bay màu xong ấy, là anh em mình gọi là hơi bị dồi dào. Xay ra này, có một con cuối như này, mình sẽ sử dụng Nico sớm luôn nếu như mà ra sớm nhá. Bạn này chuyển sang bên này cho nó lông nó nhiều. Ui, không kịp à.
không kịp rồi, không sao. Test thử bên này xem sao. Bên này đấm cho con Zoe sớm cũng ngon. Nó không có bút bẫy. À, bát pháp sư này. Mạnh nhờ. Ok. Bên kia thì sao? Có diệt khổng lồ cho nên mấy ông đấu sĩ này đúng là khóc ngay. Những cái trang bị như thế này thì nó sẽ đa dạng luôn anh em ơi. Có thêm vàng. Vẫn không thấy con bát. Biết vậy mình lên cấp 9 đô cho nó ấy rồi. Mình sẽ lấy thêm một cái diệt khổng lồ nữa đi. Khắc chế cứng cái ông rồng sai phần này luôn. Sai lát này cũng có giáp máu này. Đây xây ra này, ôi thôi. Lên luôn à, lên đồng luôn à. Được phết nhờ. Cho ra nhá. Lên luôn chứ còn gì nữa à. 2 sao chép tướng để làm gì đâu. Bạn này thì có bắt 2 sao rồi. Mà mình level 8 roll ỉa ra quần rồi mà không thấy một thằng nào. À bạn này cũng cấp 9 rồi, anh em cấp 9 hết rồi à. À đã vậy tôi cũng phải lên cấp 9. Ui đai nào bắt à. Để xem là có bắt được xây ra không nhá. Sợ quá. Sợ quá. Không biết là ai bắt ai nữa đây. Không biết là ai bắt ai đấy ạ. Bạn này thì cũng có giết khổng lồ cho nên là ăn được bạn pháp sư thì phải. Bạn này đi luôn rồi. Vậy là cuộc chơi chỉ còn 2 người thôi. 65 và 12 máu. Chúng ta có Savanna 52 tiền mình sẽ úp cấp luôn này. Có bát đâu. Cho này vào đây đi. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có được 5 cuồng long. 5 cuồng long. Bát đâu. Không có à. Sen thay vào vị trí của Nunu. Vậy là đội hình đẹp luôn nhá. Quá chuẩn bài luôn anh em ạ. Rồi bạn này có bát 2 sao. Úi giời ơi. Rút một lần. Ui, rút một lần Pentakill luôn. Ảo đam thật. 37.000 đam eo ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.